hơn một tuần sau hôn lễ bí mật tại Đà Lạt, những hình ảnh hiếm hoi trong ngày trọng đại của Tóc Tiên và Hoàng Tô Li Vơ mới chính thức được công khai. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, đám cưới của Tóc Tiên và Hoàng Tô Li Vơ đã diễn ra tại Đà Lạt. Để đảm bảo hôn lễ riêng tư nhất, cặp đôi chỉ mời khoảng 50 người bạn thân thiết và thắt chặt an ninh đến mức tối đa. Chính vì vậy, mọi hình ảnh được truyền thông ghi lại hoặc bạn bè cả hai chia sẻ đều rất hiếm hoi. Vậy nhưng mới đây, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lễ cưới đã chính thức được một người bạn thân của cặp đôi hé lộ. Thông qua loạt ảnh có thể thấy, Tóc Tiên và Hoàng Tô Li Vơ đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên nhau. Từ những bức hình chung với bạn bè thân thiết đến giây phút đứng trên lễ đường trao cho nhau lời thề ước, cả hai đều không giấu được gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cũng nhờ loạt khoảnh khắc này, người hâm mộ lại càng thêm yêu mến cặp đôi hơn nữa và mong mỏi cả hai sẽ sớm khoe trọn bộ ảnh cưới tới công chúng trong một ngày không xa. Giây phút đứng trên lễ đường để trao cho nhau lời thề ước của Tóc Tiên, Hoàng Tô Li Vơ được ghi lại trọn vẹn. Cả hai đều không giấu được vẻ hạnh phúc trong khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời. Nếu chú rể Hoàng Tô Li Vơ cực chất ngầu thì cô dâu Tóc Tiên cũng vô cùng xinh đẹp. Cô dâu chú rể bên hội bạn thân thiết trong lễ cưới ngày 20 tháng 2 vừa qua. Video liên quan trước đó, Tóc Tiên từng cho biết cô muốn cuộc sống đời thường thật đơn giản, riêng tư nhất nên cũng tổ chức hôn lễ thật kín đáo, bình dị. Vài ngày nay, những người bạn thân của cả hai như Vinh, Hoàng Tô Li Vơ cũng đăng lại loạt ảnh đáng nhớ trong lễ cưới vừa qua. Theo anh trên trí thức trẻ Let's J Blog X,